Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để làm một cái nguồn súng. Bất kỳ nguồn súng nào cũng được các bạn. Làm một cách rất đơn giản, đó là chỉ thêm cái VR10 key này vào bên trong mặt của nó, tại một vị trí thích hợp là nó sẽ thay đổi được điện áp ra từ 0V tới 20V hoặc là 24V tùy thích các bạn. Dùng tay bóc ra tách ra thôi các bạn ạ. Rồi, đã ra được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bo mạch bên trong bằng cách là cho nó ra hẳn đây các bạn ha. Ra hẳn rồi các bạn nha. Thoạt tiên chúng ta nhìn là bo mạch này có một cái kết cấu rất là vững chắc, rất là bền, an toàn, và mình cảm nhận ban đầu là nó rất là tốt các bạn ơi. Cục nguồn này làm rất là tốt bởi vì nó có dạng những cái kéo trắng này là chống rung động, chống va đập, và nó tăng độ bền, tăng tuổi thọ cho cái bo mạch. Nhìn qua là biết là đây là loại tốt rồi các bạn, và chúng ta có thể tận dụng cái này để làm cái nguồn ra bao nhiêu vôn cũng được các bạn nha. Chỉ cần gắn cái VR10 key này vào vị trí thích hợp mà thôi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, sau khi mà tháo ra rồi, mình đã thấy hai sợi dây nguồn điện 224AC ra khỏi vị trí này để cắm vào đây cho nó đơn giản các bạn, để thao tác cho nó nhanh hơn nha. Và cái vị trí mà điện 12V DC ra của nó là cái rắc này, mình cũng tháo bỏ và lắp vào cái đuôi cắm này để thực hiện cái đồng hồ đo cái đồng hồ này các bạn. Mình sẽ gắn vào đây cho nó đo thuận tiện hơn. Tất cả những thao tác này chỉ là đơn giản làm cho nó dễ quay video thôi các bạn nha, không quan trọng lắm, và các bạn không cần làm cũng được, tùy mọi người nha. Và mục tiêu chúng ta sẽ gắn cái VR10 kiloohm này vào vị trí thích hợp, mình nhắc lại, đó là chứng số 1 và chứng số 3 của VR này gắn vào âm và dương của tù lọc nguồn 470mm 25V này. Hai cái tù này mắc song song cho nên các bạn mắc ở đâu cũng được các bạn nha, bên tù nào cũng được hết. Mình nhắc lại, chứng số 1 và chứng số 3 của VR này gắn vào chứng âm và dương của tù điện lọc nguồn 470mm 25V này các bạn. Còn chứng số 2 đây các bạn, mình đang nổ sợi dây màu đen này nha. Chứng số 2 là chứng giữa, chứng số 2 này mình sẽ hàng vào chứng số 1 của con TL431, số 1 đây các bạn, số 1, số 2, số 3, và mình sẽ hàng vào số 1 đây các bạn nha. Còn hai chứng tù là đây, sẽ hàng qua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu hàng các bạn nha. Mình sẽ phóng to lên tí để các bạn theo dõi hàng nha. Tư thế hàng là như thế này các bạn. Hai chân ngoài của VR là chân số 1 và chân số 3 hàng vào hai chân âm dương của cái tủ lọc nguồn. Rồi, hai chân ngoài mình đã hàng xong các bạn ha. Và chân số 2 của VR hàng vào chân số 1 của con ICTL. Rồi, tất cả đã hàng xong. Và các bạn chỉnh cái này hơi đứng dậy một xíu để các bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh con ốc này dễ dàng hơn. Giờ sẽ chiếu gần để các bạn xem là mình đã hàng thành công rồi nè.
Và thế là Tiểu Thế bắt đầu chuẩn bị cắm điện thử và thụ hưởng thành quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắm điện để thử các bạn. Trước hết mình sẽ cắm cái đồng hồ đo từ làm này để kiểm tra vôn và dòng ra của nó một cách thuận tiện nhất. Và hai cái dây điện này mình sẽ cắm vào nguồn điện 220V AC các bạn. Đã lên 12.4V các bạn. Sau khi mình hàng cái VR10T này vào vị trí nhất định nào đó, nó đọc là 12.4V các bạn nha. Và mình bắt đầu chỉnh. Mình sẽ cố ý chỉnh để cho nó thay đổi và điều mơ ước là sẽ được như vậy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó giảm vôn bằng cách là vặn cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ giảm vôn các bạn. Các bạn hãy chỉnh vào cái con ốc này các bạn nha. Dùng cái đầu vịt led mỏng 10V, đang là 9V các bạn, 8V rồi các bạn. Nếu chúng ta vặn ngược lại thì nó sẽ lên các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vặn ngược lại nha, là nó sẽ tăng lên. Bây giờ niềm mơ ước là nó sẽ vượt lên 12V các bạn nha. Nếu các bạn vặn chậm thì nó sẽ thăng tiến từ từ. Rồi 12V các bạn, bắt đầu vượt lên trên 12V các bạn nè. 13V rồi. Rồi các bạn. Các bạn muốn dừng bao nhiêu thì dừng lại các bạn nha. Rồi, điều mơ ước là 24 rồi các bạn. Rồi, mình sẽ dừng ở đây các bạn nha. Và mình muốn nhắc nhở các bạn một điều này. Khi các bạn chỉnh lên điện áp cao hơn 12V, cụ thể đang là 21V này, thì các bạn chú ý là cái tù này các bạn phải thay nó lớn hơn nếu các bạn muốn trên 25V nha. Hiện tại tù của nó là 25V 470mm và hai cái mắc song song với nhau. Mình nhắc nhở như vậy các bạn nha. Rồi bây giờ sau khi cắm vào là nó luôn ổn áp các bạn á. Dù là mình vặn ở đâu thì mặt này nó vẫn là ổn định, không có thay đổi vôn các bạn. Bây giờ để chứng minh là nó lên cao thì nó có dùng được cái gì không, mình sẽ thắp sáng đèn led này các bạn ơi. Mình sẽ có hai dải đèn led này, mỗi dải là 12V. Bây giờ mình hiện tại mình đang mắc nối tiếp để cho nó khả năng chịu đựng tối đa là 24V và mình sẽ sắp sáng ở mức 21 này các bạn. Ở đằng sau này có cái rắc và mình đã chế sẵn cái đồng hồ này rất là tiện lợi đó các bạn. Bây giờ chỉ việc kẹp vào âm dương đúng của nó thì nó sẽ cấp nguồn mà thôi. Sáng rồi các bạn ơi, sáng rất đẹp luôn các bạn. Ánh sáng này làm cho đồng hồ nó chết, cho nên mình sẽ cho nó hắt về một bên là đồng hồ nó không bị chập nữa các bạn. Dòng tiêu thụ của hai cái này là 0.32 ampere.
nhả ra, vốn không thay đổi các bạn, dòng là về không thôi, nổi vào. Rất là chuẩn các bạn nha, vốn cũng không thay đổi. Rất tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống, giảm điện xuống, và mình sẽ cung cấp hai cái đèn led này mắc song song các bạn ha, thử xem sao. Rồi, bây giờ muốn xuống thì đơn giản thôi các bạn ha. Giờ muốn xuống thì các bạn vặn ngược lại. Rồi, mình muốn để 12.0. Và hai cái này bây giờ mình lại mắc song song các bạn nha. Đỏ vào đỏ, đen vào đen. Và nguồn cung cấp bây giờ cũng là như vậy nha. Đen kẹp vào đen, đỏ kẹp vào đỏ. Rất sáng các bạn ơi, sáng rực rỡ luôn, quá sáng luôn. Dòng tiêu thụ bây giờ rất là lớn các bạn, 0.94, dòng tiêu thụ lớn quá, rất lớn các bạn ơi. Mình sẽ nhả ra, nó không thay đổi vốn các bạn ấy, chỉ có thay đổi dòng thôi, rất là mạnh luôn bạn ơi, thoải mái quá. Giả sử ở đây là 1A, nó cũng gần bằng 1A rồi các bạn nha. Và nhân bởi 12V sẽ là được 12W các bạn. Công suất của cái nguồn này đáng thực hiện là 12W. Và nó có khả năng mạnh hơn các bạn nha. Các bạn có thể cho nó thêm một cái nguồn gì đó. Ví dụ mình đang có cái quạt này các bạn ha, cho giảm ánh sáng bớt cho nó dễ hoạt động. Mình đang có cái quạt này, mình có thể kẹp thử xem sao. Vừa chạy đen vừa chạy quạt xem sao các bạn nha. Rồi, rất mạnh các bạn, vốn không thay đổi mà dòng bây giờ là vượt lên 1.29A. Mình nhả quạt ra các bạn, về dưới 1A liền ha. Rất tốt. Các bạn lưu ý là 12.0 này không có thay đổi gì các bạn. Cái điều hay nhất của cái nguồn súng là như vậy đó, rất ổn định. Và các bạn bây giờ muốn dưới 9V, 6V thì các bạn cứ vặn cho nó xuống thôi. Rất đơn giản các bạn ơi. Thôi vậy là mình xin dừng video tại đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công nha. Và hẹn gặp lại.